trăm bấy đô ví, nhưng lòng chẳng giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11, cuộc thi do Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và kênh HTVC Thuần Việt từ Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh. Quế Trân xin được thay mặt những người thực hiện chương trình kính gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục Tầm Vương Tơ, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Tú Sương, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 1995 và nghệ sĩ Lê Trung Thảo cùng phần minh họa của nhóm múa Rạng Đông.
Thưa quý vị, đêm thi hôm nay là đêm thi thứ 5 của giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11, cũng là đêm thi cuối cùng của 19 thí sinh dự thi giải triển vọng, là giải thưởng nhằm phát hiện những nhân tố trẻ để bổ sung lực lượng diễn viên cho sân khấu cải lương. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi phần dự thi của 4 thí sinh Phương Anh, Phương Trần, Vĩnh Sơn và Ngọc Quyền. Nhưng trước tiên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các hội đồng giám khảo trong đêm thi hôm nay. Về phía hội đồng giám khảo chuyên môn, trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ Bạch Tuyết, chủ tịch hội đồng nghệ thuật. Và các ủy viên, trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Trần Minh Ngọc. Trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Vi. Và trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Về phía hội đồng giám khảo báo chí, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Cát Vũ, chủ tịch hội đồng báo chí. Và các ủy viên, nhà báo Đỗ Hạnh, báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhà báo Thanh Hiệp, báo Người Lao Động. Nhà báo Phạm Phú Túc, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà báo Hoàng Kim, báo Thanh Niên. Và xin trân trọng giới thiệu ban nhạc đệm cho thí sinh đêm thi hôm nay. Chỉ huy ban nhạc, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải. Và các nhạc sĩ Trường Sinh, nhạc sĩ Trường Thọ, nhạc sĩ Văn Tùng, nhạc sĩ Quốc Tú, nhạc sĩ Thanh Nhàn và nhạc sĩ Nhất Dũng. Thưa quý vị, bước vào đêm thi hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đến với thí sinh đầu tiên đến từ đoàn cải lương Tây Đô trực thuộc nhà hát Tây Đô. Thí sinh Phương Anh, sinh năm 1982. Ở vòng bán kết, Phương Anh đã biểu diễn thành công vai Đạt trong trích đoạn Người Đánh Rơi Hạnh Phúc, và đó cũng chính là những hình ảnh quý vị đang xem trên màn hình. Sau đây, thí sinh Phương Anh sẽ dự thi qua vai diễn Nguyễn Trãi trong trích đoạn Rạn Ngọc Côn Sơn của tác giả Xuân Phong, cùng với phần hỗ trợ của nghệ sĩ Ngọc Nhung, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 2003, nghệ sĩ Châu Sang và Phượng Thu. Mời tất cả quý vị cùng xem và cổ vũ tinh thần cho thí sinh Phương Anh. Sao rồi con? Dạ thưa thầy, suốt đêm tiếng rên la của trẻ làm đau xé lòng con. Phải chăng dân bồn là giặc mà triều đình đem quân chinh phạt? Thầy ơi, Đức Thánh Thượng sao không nhận ra lời hơn lẽ thiệt, nghe theo lời xúc xỉm của kẻ gian thần làm cho lương dân điêu đứng? Lòng ta cũng đau vì lẽ đó. Dạ con đã làm nhọc lòng thầy. Sao? Con bảo sao? Dạ. Thì ra chuyện con kể ra đây không đáng để cho ta phải bận tâm mà. Vậy thì còn chuyện gì đáng để cho thầy phải suy nghĩ nữa chứ? Dạ, dạ con mời thầy dùng trà. Thầy cảm ơn con. Thầy không còn lòng dạ nào mà ngồi yên cho được. Ta đang rất nóng lòng chờ đợi tin tức của Hà Lâm. Thầy đã sai tướng quân Hà Lâm lên tận Động Bồn để rước Ngô Phi và Thái Tử. Đường dẫu xa, nhưng con tin rằng nội nhật ngày nay anh Hà Lâm sẽ về đến. Ta cũng mong được như vậy. Dạ. Để con phép về kinh cho sớm. Thầy về kinh, nhưng thầy đi có một mình à? Ta sẽ cùng đi với Hà Lâm. Nhưng con nghe anh Hà Lâm đang có lệnh triều đình truy nã. Cũng chính vì thần phi tâu với đức vua rằng tướng quân Hà Lâm đã giết chết Ngô Phi và Thái Tử, cho nên người mới nổi giận cho xuất binh mà chinh phạt dân bồn, tiêu diệt Hà Lâm, gây ra bao cảnh tang thương lắm nổi. Nhưng sự thật không phải như lời thần phi đã nói.
chính Ngô Phi và Thái tử vẫn được yên lành. Chính vì vậy mà ta muốn có chứng cứ rành rành để cho Thánh Hoàng hồi tâm mà suy nghĩ lại. Thưa thầy. Thôi, con hãy vào trong lo sửa soạn mũ áo cho thầy. Vâng, con xin vâng lời thầy chỉ dạy. Cho tôi gặp đại nhân, cho tôi gặp đại nhân nghe mới được. Bẩm đại nhân, lão đến đây không phải vì chuyện riêng tư khó giải, cũng không vì quyến thuộc đến để kêu ca, càng không vì sự mất còn của một nhà, mà vì xã tắc tận lâm nguy, nếu như không trấn an tâm họ. Thưa cụ, chuyện đầu đuôi trải tôi muốn rõ. Dám hỏi đại nhân, có phải chăng lệnh vua hay kẻ nào bịa đặt rằng lệnh vua ban phải tiêu diệt bồn mang? Không, không, lão không thể nào nhịn được kìa. Hải khoan, xin cụ hãy bình tâm lại. Bình tâm? Đại nhân khuyên lão bình tâm trước cảnh nồi da sáo thịt, cùng giống nồi lại đi chém giết lẫn nhau. Thử hỏi người thượng, kẻ kinh, huynh đệ như thủ túc, ai lại nỡ nào mà bọn họ lại coi người bồn là giặc? Dựng như nước, nước động ắt thuyền xô. Thưa cụ, trải tôi đã rõ, xin cụ cứ ra về, rồi trải này sẽ lo liệu. Có năm liệu mười lo, nhưng việc dân là điều hệ trọng. Xin đại nhân đừng để bá tánh phải điêu linh. Xin cụ cứ an tâm. Việc dân mới là điều hệ trọng. Xin đại nhân đừng để cho ba tánh phải điêu linh. Lòng ta đang nóng như lửa đốt. Đại phu, đại phu! Kìa, phu nhân. Đại phu. Phu nhân đã về. Phu nhân, chuyện gì đã xảy ra nơi triều nội? Ta nóng lòng muốn được nghe qua. Đại phu ơi, giám quan Trần Khả đã bị hạ ngục. Hạ ngục Trần Khả? Tại sao? Tại sao vậy? Vì đã lớn tiếng ngăn cản việc triều đình chinh phạt dân bồn. Sự việc xảy ra có mặt Thanh Hoàng ở đó chứ? Có cả Thanh Hoàng và dặn dò bá quan, nên thím vô cùng lo lắng. Nghe đâu nhân chuyến đi duyệt võ ở Chí Linh, Thanh Hoàng sẽ ghé lại Côn Sơn. Ghé lại Côn Sơn à? Hay, hay lắm. Nhưng xem ra hoàng hậu chẳng bằng lòng. Thần phi ngại đức vua đến gặp ta cũng phải. Thiếp chỉ e việc chưa thành mà lũy đến thân. Đại phu, đại phu nên nghĩ lại. Phu nhân, ta rất hiểu nỗi băn khoăn lo lắng của phu nhân. Nhưng phu nhân à, lẽ thành bại không ở được thua trước mắt, mà ở chỗ dám hay không dám làm một chuyện nghĩa nhân. Ngày xưa khi Trương phủ bắt được thầy, đóng tù xa giải sang Ngô, hắn tưởng đã dẹp được một mối lo, yên chi là có thể nuốt chửng được nước Nam này rồi đó. Ta còn nhớ rất rõ, lúc từ biệt thầy trở lại, thầy nhìn ta thông thiết dặn dò: hãy nhớ lấy mối thù, ta nạt ruột quay về. Còn thầy, còn thầy phải ra đi với tâm thân tù tội. Thương cho thầy phải chịu nhiều cực nhọc. Bác thợ sơn thành Nam làm bức hoành khéo tay thật, bút tích của thầy còn đó. Không rõ bác thợ sơn bây giờ còn mất hay đã phiêu bạt nơi đâu. Thâm thoát đã mấy mươi năm qua, vậy mà bên tai ta vẫn còn nghe rõ lời thầy vắng vắng lúc ra đi. Thầy có dạy rằng sống phải làm việc nhân, cứu khổ sanh linh, ta chẳng bao giờ phân vân. Hôm nay đây trước cảnh dân tình, trong cơn nguy nan ta không thể đứng nhìn, ta lại chẳng
đau lòng. Ôi đau lòng vì núi sông, việc của ta suy nghĩ cho kỹ càng, còn khó hơn đánh trận. Đánh trận chẳng có bằng, nhưng thắng lợi sẽ về ta. Ta biết chắc rằng hôm nay ta sẽ gặp khó khăn, nhưng rồi đời sau muôn người đối trí nhau đi, ắt sẽ vinh quang. Phu quân, phu quân ơi, suốt đêm qua thêm trăng trở, thương cho chàng trong gia nào an. Ấy chữ nghĩa nhân đã làm cho chàng đau tâm khổ. Phu nhân có thấy chăng, bát cơm họ vẫn chưa đầy, manh áo nào đủ ấm. Nơi thôn cùng xóm vắng, ngày đêm tay ta vẫn còn nghe rõ tiếng quán than rền rĩ của muôn người. Mắt ta vẫn trông thấy biết bao nhiêu nghịch cảnh trên đời. Cũng chính vì mấy năm qua Thanh Hoàng nhu nhược, dũng tung cho lũ xua nịnh gian thần, mặc cho chúng đua nhau tham nhũng hà khắc sanh linh. Ba năm nay ta trở về đây, phải đâu lòng ta ham thích. Ôi những ngày đông giá rét, ta càng tranh nghĩ đến chúng dân đang chịu bao cảnh lầm than. Ta trằn trọc thâu đêm, có bao giờ chợp mắt. Phu quân ơi, thấy chúng dân đang ngày đêm ba tháng, mà triều đình lại lấp mắt tai ngơ. Thiếp đây hơn giả lo âu, tưởng chừng dẫn nước cơ hồ ra. Ý bãi binh ta đã nghĩ ra rồi, ta mong sao gặp được Thánh Quân để trình tấu lên người, cầu xin đèn trời soi thấu cho mọi nỗi oan khổ của dân lành. Mà phải bỏ lĩnh sáo thịt nồi giá, cho rằng buồn giấy loạn, để thiên hạ được vững lòng mà lạc nghiệp an cư, dựng xây bờ cõi. Điều mà bấy lâu ta mong mỏi nay lại đến với ta. Nếu Thanh Hoàng thấu rõ lẽ thiệt hơn, thiên hạ sẽ gặp nhiều phước lớn, thì đành lòng nào ta lại làm ngơ. Phụ quân ơi, quả lòng thiệt vô cùng lo lắng. Xin phu nhân chớ bận tâm, việc nước thành thì thân ta nào ngại. Đại phu đã quyết ra đi, thiếp nào dám ngăn. Bước với tất giả chúng, thành nguyện dính giữ thân mình. Một lòng vì nước, vì non khiến ta mất ngủ quên. Ăn thần phi ngồi đứng không mà ăn. Nhưng đại phu hãy cẩn trọng thân mình, có biết bao người lòng dạ hiểm sâu. Phu quân một mình vào chốn gian lao, chiều nổi đang xôn xao, ta không lo sao được. Hà đương đầu với vạn thiên binh, còn hơn đi vào chỗ hang hùng rắn độc. Ta hiểu nàng lo cho ta trăm mối ngổn ngang, lo cho dân nước mà xôn xao tâm tình. Thôi, phu nhân hãy vào trong an nghỉ, ta ở ngoài này chờ đợi Hà Lâm.
hài cỏ đẹp, chân đi đụng đỉnh, áo bô quen cực dần sơn sang. Ta hỏi các quan hưởng bổng lộc vua ban, sao không tự xét, sao không thấu cho mọi nỗi lầm than và nguyện ước của muôn người. Ta thề hiến dâng cho quê hương này tất cả, dân nước ngửa nghiêng, sao không cùng chung một dạ. Giang sang này đâu phải của riêng ai, ta tự hỏi sao các người lại ngoảnh mặt làm ngơ. Ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết lo bề ấm tử vinh thế, suốt bao nhiêu năm rồng dưới ách giặc Hán Tống Nguyên Minh, há chẳng đủ cho các người làm một bài học. Còn các ngài đây sao lại tự xưng danh là bậc công thần, còn đòi hỏi bóng lộc quyền cao. Sống chết mặc ai cứ lo bề sơn sang giống lòng, có thấu chăng ý lương dân đang xao xuyến bất bình. Biển ải rập rình hình bóng lũ xâm lăng, hãy mở mắt ra, hãy lắng nghe lời reo gọi, non sông đang chờ sự tỉnh ngộ của các ông. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điêu phạt trước lo trừ bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thái cường bảo. Chúc mừng thí sinh Phương Anh vừa hoàn tất phần thi biểu diễn trích đoạn của mình. Thưa quý vị, thí sinh Phương Anh đã chọn một nhân vật rất nổi tiếng, đó là vai Nguyễn Trãi để dự thi trong một tác phẩm cũng rất là hay, Rạng Ngọc Côn Sơn của tác giả Xuân Phong. Và ngay bây giờ thì Quế Trân xin mời thí sinh Phương Anh sẽ cùng trao đổi với một nghệ sĩ mà có lẽ khi nhắc đến vai Nguyễn Trãi là phải nhắc ngay đến nghệ sĩ này. Trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Xin cảm ơn Quế Trân. Chào em. Dạ, con chào chú Minh Vương, con xin chào toàn thể ban giám khảo, cũng như chào quý khán giả có mặt trong đêm hôm nay ạ. Em diễn vai Nguyễn Trãi, chắc em cũng hiểu biết ít nhiều về Nguyễn Trãi. Vậy tôi cũng hỏi em một câu là như thế này. Em có biết Nguyễn Trãi có tác phẩm văn học nào nổi tiếng nhất của ông? Dạ, con xin được phép cho trả lời câu hỏi của chú. Theo con biết thì Nguyễn Trãi có tác phẩm văn học nổi tiếng nhất, đó là về văn học, tức là tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo. Hay. Dạ. Khen dạ. À, cho tôi hỏi thêm là em có biết cha Nguyễn Trãi tên gì không? Dạ, cha của Nguyễn Trãi tên là Nguyễn Phi Khanh ạ. À. Trước đó ông tên là Nguyễn Ứng Long thì phải, dạ Nguyễn Ứng Long, sau khi ra làm quan thì ông lấy đổi tên là Nguyễn Phi Khanh. À, dạ. Cảm ơn em. Tôi hỏi thêm em mà tôi cũng nói thêm cho em hiểu thêm là Nguyễn Trãi sinh năm 1380 và mất năm 1442. Dạ. Ông đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Dạ. Thôi xin cảm ơn em. Dạ, xin cảm ơn chú.
Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, chúc mừng thí sinh Phương Anh vừa hoàn tất hai phần thi của mình. Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần dự thi của thí sinh Phương Trần, sinh năm 1983, đến từ nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Quý vị đang theo dõi những hình ảnh của Phương Trần qua vai diễn Lê Quyết trong trích đoạn Trời Nam ở vòng thi bán kết. Thưa quý vị, hôm nay thí sinh Phương Trần sẽ dự thi với nhân vật người nghệ sĩ già trong trích đoạn cải lương diễn kịch Một Mình của tác giả Lê Duy Hạnh. Mời tất cả quý vị cùng xem và cổ vũ tinh thần cho thí sinh Phương Trần. Đây hàng đêm ta nghe vẫn có tiếng ngựa hí, tiếng gươm khua, tiếng thét của đồng quân ra trận. Ta cũng đã từng khoác áo rách rưới tả tơi của đứa trẻ hát rong trên đường phố, và ta cũng đã từng xuất hiện trên sàn diễn trong bóng dáng uy nghi của một đấng quân vương, một vị hoàng đế bách chiến bách thắng oai hùng trên lưng ngựa đánh đuổi bọn xâm lăng. Và ta cũng là người luôn cất cao tiếng hát ngợi ca các bậc tiền nhân vĩ quốc dòng thân, những trang anh hùng liệt nữ. Diễn trò cười khóc đứng ngồi, kịch đời trầm dơ giang hồi khổ vui. Một qua trời nước ngược xuôi, mình ta tâu phố ngọt ngôi nhân gian. Có phải ta đang sống lại trên sân khấu của mình, sân khấu cuộc đời chìm nổi linh đinh, hai tim thân yêu đang sống lại trong hồn, nung nấu cõi lòng tim trong khải hoàng ca. Đã khuya rồi, có giờ này mọi người đã ra về, các rạp hát chắc đã đóng cửa, khán phòng còn lại những hàng ghế trống quang, bừa bộn ngổn ngang cảnh trí phong màn trơ dơ trên sàn diễn. Chỉ trong chốc lát tất cả biến đâu rồi, quân vương hoàng hậu đâu rồi, nguyên soái thần dân đâu, bà chúa ông hoàng đâu, những người chịu ức quan bỗng chốc biến tan đi, con vua trao vua bọn ăn bài, kẻ ngất ngưỡng người bị tù đài, dẫm dờn thật giả ai hay, đêm hầu tàn giữa đại địa mênh mông, ta ở đâu trong tận cùng nỗi nhớ, sân khấu là đây hay chỉ còn trong ký ức, kẻ hết dịp mai này tâm xác mãi chôn sâu. Muôn tâu chúa thượng, người
không thể im lặng như vậy mãi. Trăm họ đang lập than vì bọn gian thần lộng hành cùng khắp. Chúa thượng phải ban lệnh truyền hành quyết chúng để dỗ an ba tánh. Hành quyết chúng, chúa thượng có thể buồn vì thiếu vắng những lời xàm tấu bùi tai, thiếu những miếng ăn ngon ngọt giá trị hơn trân châu bảo ngọc. Nhưng chúa thượng nhận được sự kính mến, lòng tin yêu của toàn thể chúng dân. Tôi thành khẩn thiết cầu xin chúa thượng, thì ra chúa thượng im lặng chỉ tại vì bọn sâu dân một nước này đây. Bình thường ai cũng thề quyết tận lực tận trung với chúa thượng, nhưng nếu như người muốn biết sự thật đúng hay không, thần xin chúa thượng chỉ cần nhìn vào việc làm của họ, miệng nói vì dân vì nước quên mình. Nhưng sau lưng chúa thượng họ làm điều bất nghĩa bất nhân, mưu lợi ích cá nhân dòng họ, xiết cổ chúng dân thu vẹn gấp vào lần. Hỡi đấng trung thần nỡ im lặng như tờ, là đáng nguyên dân do sống toàn, là bao hy vọng ngắm ngàn của ngàn triệu con người. Có lẽ nào ông cũng đớn hèn ngờ, trung sợ thế lực bọn ninh thần, nước trong bóng tối hãm hại hiện tại, đặt ngậm miệng để được an thân. Ta cho bãi chào. Cười cái gì mà cười? Vua cũng có kẻ ngứa chứ. Ta là vua, nhưng ta vẫn chỉ như là một con mới sinh ra trên thế gian. Người đưa ta lên cao quá chỉ việc giữ thăng bằng, làm sao cho khỏi té. Là cũng đủ mệt tức thời, còn nói gì khác nữa. Các ngươi bảo đây là trung thần, còn kia là phương ninh thoát. Chặt lấp hết trơn sân khấu không phải cuộc đời, phân biệt trăng đèn đâu có dễ dàng. Sân khấu trung thần mặt đỏ bên thầy, nín thần mặt đăng khuya bên kia. Khán giả nhận thức cho đàn, trên dưới trong ngoài có nói khác được đâu. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, ai cũng nói thần, nói tướng. Nhưng khi mà nhập cuộc rồi, phân biệt ai nịnh, ai trung còn khó hơn là mò kim đáy biển. Khổ nỗi ta cũng là người trần mắt thật như các ngươi, thì cứ gọi ta là người đi. Gọi ta là thiên tử, tức con ông trời. Ôi hay ông trời con cái gì đó, mà để làm cái gì? Cái ta cần là cái ta thích, mà cái ta thích là cái ta cần. Đây 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 nè,
đây mới chính là bề tôi thân thiết của ta. Người ấy mình là người có công hạng mã, cho nên ngươi nói nhiều quá. Ngươi phải biết càng lãi nhãi chúa thượng càng bực mình. Còn ta chỉ cần ta đổi chúa thượng lên đầu, phè phẩy cái hoạt dài cả thôi là cũng đã đủ làm nên đại sự. À, cái quạt à, cái quạt nó làm cho chúa thượng mát, và ta đây cũng tha hồ dựa vào đó mà mát theo. Mỗi khi mà ta xòe cái quạt ra, ân sủng, bạc tiền, quyền chức lớn lao nó cứ quanh quẩn ở bên ta. Ta tha hồ mà giếng, mà tóm, mà thu. Ai theo ta rất ngưỡng cao sang, kẻ nào chống ta? Yeah! Ai dám làm gì ta chứ? Chúa thượng ở sát cái đầu ta nè. Ai làm gì? Làm gì đây? Còn ngươi nữa, ở bên cạnh chúa thượng mà tối ngày cứ lại nhảy, coi chừng có ngài bị Chu Di tam tộc đấy con à. Không có trung thần thì lập đất gì mà có chúa thượng, ngu như thế mà cũng làm vua. Ai cứu ta, cứu. Không, 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 không. Ta không thể nào chịu đựng nổi lũ đốn bạc. Của nước nhà như ngàn cân treo sợi tóc. Còn nói chi đến sự tồn tại của chiếc ngai vàng hay mạng sống của một vị vua. Ông trung thần ơi, vua đã thức tình, vậy xin ông vì nước vì dân mà hãy quay về để được muôn dân chung một lời thề, hãy tha thứ cho đức. Bởi không ai ở trong đời chưa từng lầm lỗi. Không có trung thần tất cả tiên đạo, nhân loại đắm chìm trong biển lửa máu tàn thương. Không có nhân vật trung thần nghệ thuật sẽ vỡ nhớ đầu hồn tiên núi sông cùng ngã.
càng hiểu tâm lòng là tâm gương sáng trong chiếu soi cùng khắp là niềm hạnh diện tự ảo cùng vũ phụ nhân sinh. Phải sân khấu cho dẫu có hàng ngàn nhân vật nhưng sân khấu sẽ tan tành sụp đổ, nghệ thuật sẽ trở thành vô nghĩa khi không còn những nhân vật trung thần. Diễn trò cười khóc đứng ngồi kịch đời trăm nhớ vạn hồi khổ vui, một khoảng trời nước ngược xuôi mình ta tàu khúc ngọt mùi nhân gian. Phần thi của mình, một tràng pháo tay nữa cho một vai diễn rất đặc sắc thưa quý vị. Quý Trân có cảm giác rằng cái vai diễn này dường như là muốn vắt kiệt sức của bạn luôn. Không biết là bạn đã dành bao nhiêu thời gian, khoảng thời gian như thế nào để tập luyện cho vai diễn này? Dạ, Phương Trân cũng đã chuẩn bị từ khi mà được nghe tin là mình được vào vòng chung kết của giải Trần Hữu Trang lần này. Vâng, bây giờ thì bạn đã có thể trả lời câu hỏi của hội đồng giám khảo chưa? Có còn nghỉ mệt chút xíu không? Dạ không sao ạ. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Trần Minh Ngọc cùng trao đổi với thí sinh Phương Trần. Xin chào em Phương Trần. Dạ, xin chào. Trước hết là tôi hết sức xúc động với sự cố gắng hết mình của em trong cái vai diễn vừa rồi. Dạ, con cảm ơn. Có thể nói như thế này. Em đã thể hiện một cái người diễn viên, một cái nhân vật ở trên sân khấu. Đó là nhân vật người nghệ sĩ trong cái vở, trong cái trích đoạn vừa rồi. Và đồng thời em cũng là người diễn viên, thực hiện cái nhiệm vụ diễn viên của mình ở trên sân khấu. Thế thì cái trích đoạn vừa rồi đặt ra một cái câu hỏi như thế này. Yeah. Em có cái gọi là một cái thông điệp gì để chuyển tới người xem thông qua cái diễn xuất của em trong cái vai nghệ sĩ là cái người nghệ sĩ già. Yeah. Và với tư cách là diễn viên khách quan thì em thể hiện cái thông điệp ấy như thế nào thì xin em trình bày cho khán giả được biết. Yeah. Một lần nữa cho coi cưng xin phép được chào quý vị. Và cũng xin trả lời câu hỏi của chú Minh Ngọc. Giờ cái thông điệp mà em muốn gửi đến cho toàn thể quý vị khán giả cũng như là người xem thì mọi người cũng thấy là các cái tác phẩm nghệ thuật cũng như là các cái vở tuồng cải lương của chúng ta thì đa số là có một cái kết rất là có hậu là trung, thắng nịnh. Và cái thông điệp của em cảm nhận được trong cái tác phẩm cũng như là của em muốn gửi đến với mọi người đó chính là không thỏa hiệp với cái ác và luôn bảo vệ cái thiện để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Em có định nói thêm gì nữa không? Dạ. Và còn một cái ý thứ hai nữa đó là em có một cái cảm nhận khi mà trình diễn một cái tác phẩm thì Phương Trần là một người giống như là không chuyên về cải lương cho lắm, tại vì con là đã chuyên hát bên nhạc rất là lâu rồi và con tiếp xúc qua bên cái nghệ thuật cải lương này thì đó là một cái thử thách rất lớn đối với con. Và
khi mà tiếp xúc thì tìm hiểu và học hỏi thì thấy nó quá khó. Nào là ca, diễn, rồi phối hợp với các bạn diễn, rồi ra trước sân khấu, trước đông đảo mọi người, nhịp nhàng. Con thấy rất là khó khăn và rất là một cái áp lực rất lớn. Nhưng mà khi càng đi sâu thì thấy nó khó. Cái khó đó làm cho con càng cố gắng tiếp tục để mà chinh phục được nó. Và con cảm nhận cải lương là một bộ môn nghệ thuật tổng hợp khó. Nhưng với tấm lòng yêu mến nghệ thuật và dân tộc, và đó chính là cải lương, thì con sẽ cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là một người diễn viên để truyền tải đến cho quý vị khán giả, cũng như là thế hệ trẻ của tụi con thì sẽ cố gắng tiếp nối các bậc đàn chú, bác, anh chị để đi trước, để làm cho cải lương ngày càng đến gần với khán giả và được khán giả yêu mến nhiều hơn. Em đã có cái tâm sự và cái lời tâm sự của em đã được thể hiện qua cái diễn xuất của cái trích đoạn vừa rồi. Tôi chỉ xin bổ sung thêm thôi. Cái điều em nói về sân khấu rất là đúng. Sân khấu, nhất là sân khấu dân tộc của chúng ta thì luôn luôn là hướng thiện. Và luôn luôn có những cái kết về vở là nó có hậu. Không? Yeah. Cái đó. Thì cái đó thì đúng rồi. Nhưng mà trong cái trích đoạn này nó còn có một cái ý mà chúng ta, những người nghệ sĩ phải thấm thía, đó là cái sứ mạng rất cao cả của sân khấu. Sân khấu là cái tấm gương, nó phản chiếu cái hiện thực của đời sống. Ở trong này nó là hiện thực của triều đình. Đồng thời người nghệ sĩ cũng là tấm gương của xã hội. Cho nên người nghệ sĩ phải sống như thế nào để xứng đáng với lại cái sân khấu dân tộc. Thì đấy mới là cái ý thêm, tôi bổ sung thêm cho cái quan điểm của em. Và tôi hy vọng rằng em giữ cái quan điểm của em trong cái con đường đi vào cái nghệ thuật cải lương này. Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Trần Minh Ngọc. Chúc mừng Phương Trần. Thưa quý vị, trước khi đến với phần dự thi của thí sinh thứ ba trong đêm thi hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức giọng ca của huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1992, nghệ sĩ Phượng Hằng qua bài Tân Cổ, Quê Hương Nỗi Nhớ, thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch, vòng cổ Phan Việt Thanh. Mời quý vị cùng xem và chào mừng nghệ sĩ Phượng Hằng. Cỏ
niệm tuổi thơ bức tranh quê Hãy subscribe.
Thưa quý vị, trở lại với phần thi của các thí sinh, chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh Vĩnh Sơn, sinh năm 1985, đến từ đoàn cải lương Cao Văn Lầu. Quý vị đang theo dõi hình ảnh của Vĩnh Sơn ở vòng bán kết trong trích đoạn bài ca Tìm Mẹ. Thưa quý vị, hôm nay Vĩnh Sơn dự thi với vai Tướng Cướp trong trích đoạn Con Gái Tên Cướp Biển của tác giả Trương Vũ, dàn dựng Thanh Hà cùng phần phụ diễn của Hồng Nhiên. Mời tất cả quý vị cùng xem và dành một tràng pháo tay cho thí sinh Vĩnh Sơn. Lâu la, hãy thắp đèn lên cho đêm hôn lễ. Ta muốn xung quanh ta ánh sáng phải trang hòa, để mùa xuân mãi mãi sẽ trở về trên quang đảo. Đi. Ngươi đừng mong tội nguyện. Trước khi chết, ta muốn giết hải tặc để trừ hại cho dân. Mộng Trinh. Kìa, Mộng Trinh đang chính thức chờ ta đó à? Kìa, Mộng Trinh. Đại Dương, vậy thì Đại Dương muốn thiết phải đi đâu? Vì đêm nay là đêm hôn lễ của chúng ta kia mà. Mộng Trinh, ôi hôm nay nàng thật là đẹp. Mộng Trinh, nàng có biết nàng đã giết chết ta rồi không? Giết rồi, đâu có. Có, nàng đã giết chết ta bằng ánh mắt tuyệt vời và đôi môi thơ mộng, đã làm cho ta đầy đắm say quên mình là ai. Sống hôm nay ta chẳng cần ngày mai. Vậy rượu đây thiếp thứ suốt đêm ngày nắng chén cùng ai, xin Đại Dương cứ say. Mắt tình say, ta say cùng mén rượu. Đã lâu rồi ta khao khát yêu đương, nàng đã đưa ta vào cõi mộng. Thuở hồn nhiên thật là say đắm, chỉ biết yêu chơi chưa biết hận thù. Kìa, sao Đại Dương không kể tiếp đi? Thôi, bỏ chuyện đó đi. Nào, nàng hãy uống với ta, ta mời nàng. Thiếp muốn nghe câu chuyện ấy. Nàng thích nghe câu chuyện ấy lắm mà. Vâng. Được. Vậy thì nàng hãy uống với ta, mời nàng. Mời. Mộng Trinh, nhưng trước khi ta uống cạn bình rượu này để trút hết niềm tâm sự cố ngủ quên, Mộng Trinh, ta muốn... Đại Dương, ta muốn tặng cho nàng người mà ta yêu mến, kỷ vật đời ta một nỗi niềm. Cái vật bé nhỏ này, nó đối với ta là tất cả. Nàng hãy nhận đi cho ta vui. Không, thiếp không nhận đâu. Tại sao? Vì đó là những của cải mà Đại Dương cướp được của người khác, thiếp không dám nhận. Nàng đã nghĩ sai về ta rồi. Trên quan đảo này tất cả những gì ta có được là ta cướp đoạt từ trong tay của người khác. Nhưng chỉ riêng cái vật bé nhỏ này, cái vật bé nhỏ này nó là của ta. Nàng có hiểu không? Nó là của ta kia mà. Kìa, tại sao Đại Dương lại tức giận như vậy? Nếu đó là kỷ vật của người, sao người không giữ nó mà lại tặng cho tôi? Bởi vì sau đêm hôn lễ, nàng đã là vợ của ta, nàng xứng đáng thay người xưa giữ gìn bảo vật. Người xưa? Phải. Là vợ của Đại Dương à? Đúng. Đó là một người đàn bà chung thủy, từ bỏ giàu sang để sống thở hàng viên. Lúc đó ta là một chân trại nghèo, sống kiếp rủi may. Vì ta nghèo quá mà ta đành cam mất vợ. Mẹ của nàng bắt nàng gả cho một tên phú hộ giàu sang. Trước khi đi, nàng bẻ đôi kỷ vật, một nửa cho nàng, còn một nửa cho ta. Đây, nửa mảnh tim vàng này
ta giữ mãi không xa. Nó đối với ta là bảo vật. Rồi từ đó lửa căm hận mới đốt cháy lòng nhân. Ta chém, ta giết, mong cướp lại những gì mà ta đã mất. Và ta đã có đầy đủ tất cả. Ta đã có đầy đủ sự giàu sang. Ta lặng lỗi tiền nạc. Ta cố lặng lỗi tiền nạc. Nhưng tuyệt vọng, ta mỏi mòn trong tuyệt vọng. Rồi mãi cho đến khi ta gặp được Mộng Trinh. Giống lắm. Nhất là đôi mắt của Mộng Trinh. Nàng đúng là bóng dáng của người xưa trở lại. Mộng Trinh, nàng hãy đến đây với ta. Nàng hãy đến đây với ta. Đi mau. Giết ta. Được, ta sẵn sàng chết dưới tay của nàng. Giết đi, giết đi. Nhưng bây giờ tôi không thể. Tại sao? Ta bàng hoàng run rẩy tay gươm. Ta đã bảo nàng không đủ can đảm để giết chết ta rồi mà. Nàng không sợ chết à? Nếu giết tôi, ai sẽ kể cho ông nghe đoạn cuối? Đoạn cuối gì? Đoạn cuối câu chuyện thương tâm mà ông vừa mới kể. Nàng thì biết gì câu chuyện đó? Có chứ. Nó còn đoạn cuối thảm thương hơn nữa kìa. Nói. Bị bắt buộc xa chồng, tâm hồn nàng tan nát, mang trong người một kỷ vật sắp thành nhân, nên đêm tân hôn nàng đã ôm gối trốn người thân trở về ngôi nhà cũ. Thì hỡi ơi, ngôi nhà chỉ còn là tro bụi. Phải, lúc đó ta đốt nhà và trốn đi biệt xứ. Phải. Vì vậy bà ấy ôm hận lòng, tuyệt vọng và thương quỷ mình. Nhưng lại may nhờ có một phu nhân ra tay cứu giúp. Bà đem về bảo bọc dưỡng nuôi cả mẹ lẫn con. 8 năm sau đó, vợ của ông, bà Ngọc Dung lâm bệnh nặng. Trước lúc lìa đời, kêu con lại kể rõ nguồn cơn và trao cho con nửa mảnh tim vàng kỹ vợt. Chết. Vợ của ta Ngọc Dung đã chết. Ngọc Dung ơi, sao nàng nỡ bỏ ta đi? Nếu đúng như lời của nàng nói, thì hiện giờ ta vẫn còn một đứa con gái. Nếu mà nó còn sống thì nó cũng... Không. Nói láo. Bịa đặt. Nàng sợ ta giết chết nàng. Nàng sợ ta hãm hại cuộc đời của nàng, nên nàng mới bịa ra câu chuyện vừa rồi đi gạt ta, có phải không? Không. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Ông không tin à? Đúng. Ông không tin bà Ngọc Dung có với ông một đứa con. Hay ông không tin ông có một đứa con lưu lạc đến nơi nào mà ông không biết không hay? Hay ông không tin vợ ông là bà Ngọc Dung? Hay ông không tin Mộng Trinh chính là đứa con gái bất hạnh đó? Vậy thì ông hãy bước đến đây mà gây thêm tội ác trên thể xác tôi đây nè. Ông có dám quỳ quay nó không? Đừng dám! Đây rồi, nửa mảnh tim vàng này nói là kỷ vật của vợ. Nó đây rồi. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ánh mắt đó là của vợ ta Ngọc Dung ngày xưa mà. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó mà. Đừng mà. Ông sợ à? Ông sợ rồi à? Giấc mơ giàu sang bất cần nhân nghĩa của ông là như thế đó. Đây là sự thật chứ không phải trong mơ. Đây là sự thật chứ không phải trong mơ, ông biết chưa? Mẹ ơi, tại sao con với mẹ đều bất hạnh giống như nhau? Nhục nhã này con có thể
trời lại nổi lên giông gió lớn như thế này. Ta lạnh quá, ta lạnh quá, có ai không ngăn giùm ta cơn gió lạnh? Có ai không ngăn giùm ta cơn gió lạnh? Ta lạnh quá, ta lạnh quá, lạnh quá, ta lạnh quá. Có lạnh lắm không? Mặc áo vào đi con. Ông gọi ai là con? Đâu có, đâu có. Ta đâu có gọi ai là con đâu. Đừng, đừng nhắc với ta những điều đó nữa. Đừng nhắc với ta những điều đó nữa mà. Sao ông còn đứng đó? Sao ông không đến đây mà giết tôi luôn đi? Ông đã giết chết biết bao nhiêu người vô tội rồi. Bây giờ ông giết thêm đứa con gái này, cũng không ai bắt tội ông đâu. Có, có đó. Lương tâm của ta đang tự phán xử mình. Bởi vì cuộc đời của ta đã gây ra không biết bao nhiêu là tội lỗi. Vậy mà ở phút cuối cuộc đời, ông trời ông còn ban cho ta một niềm hạnh phúc. Trời ơi, ta muốn ôm con ta vào lòng và gọi tiếng con tha thiết. Vậy mà sao ta cứ nghẹn lời? Có phải luật cả giai trời đất đã công bằng đời? Tên hải tặc bão loạn xài máu ta gây bao nỗi kinh hoàng. Phút cuối mới hay bao nỗi bẻ bàng. Đời ta gieo hạt không lành, chờ hậu quả đã đành. Phút cuối sám hối mà có được đâu, sợ rồi đây chốn âm cung cùng ngọc chúng tao ngộ. Ta phải làm gì khi tội lỗi đào sâu? Bước đường đời ta việc trốn đời đầu. Sống thì gặp con, khác ta gặp vợ. Ta biết về đâu cho hồn được nhẹ nhàng. Ngọc Dung ơi xin đàn tha thứ cho ta. Nó vừa gọi gì? Nó gọi ai? Gọi một lần nữa đi con. Gọi đi. Chắc có lẽ ta nghe lầm. Ôi bão tố ngoài khơi hay lòng ta trỗi dậy, ta muốn kêu lên quyết nhục thâm tình. Chỉ một chút nữa thôi, ta đã gây nên bao tội lỗi tài đình. Làm người mà thua lời cầm thú, làm cha mà tôn cương mất con mình. Cầu lại quý diệt ta đi. Che vô tâm thân trần bằng ánh mắt giả mang, bằng dục vọng thấp hèn, bằng đôi tay thèm khát. Cha đạp nghe nhẫn dầm vừa luân thường đạo lý. Dẫu thác xuống ngầm thì không rửa sạch vết nhơ này. Phải chi phút cuối của cuộc đời, ta trở nên người mất trí.
để ta quên hết chuyện kinh hoàng vừa xảy ra, để ôm con ta vào lòng bằng tâm hồn thanh thản, mong con thốt nên lời tha thứ cho cha. Con hãy tha thứ cho cha, tha thứ cho cha. Con đã tha thứ cho cha. Cha! Xin được chúc mừng thí sinh Vĩnh Sơn đã hoàn tất phần dự thi trích đoạn của mình. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho các diễn viên đến từ đoàn cải lương Cao Văn Lầu. Bây giờ thì xin mời thí sinh Vĩnh Sơn chúng ta bước vào phần thi vấn đáp. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Chào cháu Vĩnh Sơn. Dạ. Khi mà được ban chỉ đạo phân công cho hội đồng nghệ thuật mà chú được phân về cái nói chuyện với cháu, chú chờ đợi mấy ngày nay. Dạ. Vì thế này, cháu ấn tượng với chú rất là nhiều trong cái vở bài ca Tìm Mẹ. Giọng ca cháu rất là truyền cảm, ca tân nhạc rất hay, trong khi cháu là một nghệ sĩ cải lương. Dạ. Phải nói như thế cho thấy rằng người nghệ sĩ cải lương hôm nay đa dạng lắm, bất cứ một thể loại nào, loại hình nào của nghệ thuật chúng ta đều đi suốt hết, rất là thông. Rồi hình như hôm qua cháu diễn cái vai là ấp khảo đúng không? Dạ. Lại một cái thứ bất ngờ thứ hai cho tôi là cháu diễn một cái xã hội xong về hiện đại. Cháu diễn một cái dạng cổ trang mà một nhà văn, một nhạc sĩ. Thì cháu rất là từ tốn bước ra vô, rất là đẹp trong cái dốc dáng của cháu. Thì hôm nay một cái ngạc nhiên thứ ba của tôi đối với cháu là cháu diễn một tên tướng cướp. Dạ. Nói một nghệ sĩ mà có thể nói là đa dạng trên sân khấu thì rất là hiếm. Chúc mừng cháu, xin một tràng pháo tay cho Vĩnh Sơn được không ạ? À? Cảm ơn. Cho chú hỏi một câu, cháu theo nghề được bao lâu rồi? Dạ, con theo nghề được 7 năm. Trên 7 năm rồi. Cháu học trong trường lớp hay chỉ học có đoàn Cao Văn Lầu đã hướng dẫn cho cháu? Dạ, thưa chú, tụi con là dân ở trong miền quê. À. Dạ, đoàn mới đi hát về quê rồi, có chiêu sinh rồi tụi con lên thôi, người đào tạo tại chỗ ở đoàn thôi chứ không được học trường lớp gì hết á. Dạ. Tức là hãy một vở hát nào cháu được đạo diễn dàn dựng cho cháu, dạy cho cháu là học theo giai đó. Dạ. Thêm cho chú biết thêm là đạo diễn của Thanh Hà là nam hay nữ vậy? Dạ là nữ. À, hoan nghênh hay quá. Thì tại sao là vì tôi thấy rằng đạo diễn rất chọn những vai, bất cứ một thể loại nào đều nói về số phận của người phụ nữ. Có những cái quan trái rất là hay mà phải nói rằng đạo diễn rất là đa phong cách dàn dựng. Thì bây giờ vô sau vấn đề của cháu, thoải mái chưa? Dạ. Thì bây giờ sau khi đã nghiên cứu về nhân vật trong kịch bản, cháu đã tìm hiểu để tạo nhân vật trong cái hành động và sáng tạo hình tượng của mình. Dạ. Thì cháu cho biết cháu đã suy nghĩ như thế nào khi cháu vào vai tướng cướp cho chú nghe. Dạ thưa chú, khi vào một cái vai tướng cướp này thì mới bước đầu con cảm thấy hơi bị lo, là con không biết là mình có thể diễn được mà thể hiện được một anh chàng tướng cướp mà có thể nói là tướng cướp có thể nói là khát máu. Dạ. Nghĩa là khát máu đúng không? Dạ. Đúng rồi, hải cướp biển là khát máu với người cướp của mà. Nhưng mà nó có cái gì bên trong của con người mà hãy cho nghe cháu nói là hoàn cảnh của cháu không phải là sống bằng cái sự giết người để cướp của mà vì cái hoàn cảnh nào đó nãy dạ. Cháu nói đó. Dạ, trong cái khi mà chọn cái nhân vật này thì nói chung là con cũng thích cái nhân vật này. Có cái chỗ là cái nhân vật này mặc dù chúng ta nhìn ở bề ngoài trong đất là có thể nói là rất là ác, nhưng mà trong thâm tâm cái anh chàng Kim Ông này là một người rất là hiền lành, nhân hậu. Vì một cái hoàn cảnh đẩy đưa mà anh mới trở thành là một tên tướng cướp. Vì một cái lòng hận thù, quán hận, hận thù mà anh đã trở thành một tên tướng cướp. Tức là bản chất anh không phải là người xấu. Dạ, không phải. Hoàn cảnh xã hội bây giờ đưa đẩy anh mất vợ, mất tương lai nên phải đẩy anh vào một cái chữ mà phải giết người cướp của để dạ. Sống để nuôi lại bản thân. Sau khi nhưng cái cháu trở lại cho gặp cái người mà cháu muốn
lấy làm vợ thì ngược lại đó là người con gái của cháu. Dạ. Thì lúc đó xúc cảm cháu nghĩ như thế nào thật sự nếu cháu ngoài đời như thế? Dạ thưa chú, nếu mà ở trong cái trường hợp đó, nếu như mà gặp cái trường hợp đó thì phải nói là một điều là rất là hổ thẹn, rất là xấu. Và nói một điều là mình không thể nào mà bày tỏ hết được cái tâm lý lúc đó. Lúc đó có nghĩa là nó gần như là cái câu nói của ông bà nói là loạn lưng. Dạ. Cho nên cháu tự sát. Dạ, nên là hơi kết thúc. Đúng. Là gì? Không có lúc dài sợ gì hết. Dạ. Trao đổi với chú cho thôi, như mọi người muốn tìm hiểu về một nghệ sĩ cải lương hôm nay không chỉ biết ca diễn mà thôi. Dạ. Mà muốn tìm hiểu về cái tri thức nghệ thuật như thế nào. Cháu nhân sinh quan trong cuộc sống, cháu suy nghĩ ở con đời của con người là gì? Nghệ thuật là sự phản ánh của cuộc sống. Nghệ thuật là đem những cái đẹp, cái tốt, cái xấu để cho mọi người soi đó, để tự bước tới và tự tránh né những cái điều thiện và cái điều ác. Dạ. Và bây giờ cháu là một trong những người đại diện cho cái thiện, cái ác trong nghệ thuật để cho mọi người thấy. Tại sao loài người vẫn hơn các loài vật khác lại và vì có trái tim, có khối óc. Yeah. Biết nhận định được những cái nào phải, cái nào trái. Thì phải nói như thế này là cháu cố gắng rất nhiều lắm, chú rất là mừng. Chú chỉ khuyên một cái nho nhỏ này thôi. Là nghệ thuật cải lương chúng ta, giải thưởng Trần Hữu Trang là một đỉnh điểm cao để các diễn viên trẻ bước vào cái nghệ thuật cao cấp đó. Cho nó đòi hỏi mọi thứ, không phải riêng những cái giải khác, chỉ biết ca diễn. Kể cả quá trang thì cháu chú xin mô thế này, cái này ngoài lề là không nên quá trang như thế này nữa. Nếu là da cướp biển, cháu có thể vẽ ánh trắng ở dưới mắt, đừng nên vẽ trên để phân biệt con trai hay con gái. Dạ. Về quá trang nghệ thuật, cải lương không phải tùy tiện, mà nó đòi hỏi phải nghiên cứu nhân vật để thể hiện cái quá trang của mình. Nhìn gương mặt cháu sẽ biết cháu hiền hay dữ và loại nào trong xã hội, thành phần nào trong xã hội. Và cảm ơn và chúc mừng cháu đã mạnh dạn và nói hết những cái suy nghĩ mình trong nghệ thuật, và mong rằng chú sẽ gặp cháu trên bước đỉnh vinh quang của ngài lãnh giải. Chào cháu. Yeah. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thanh Tùng và xin được chúc mừng thí sinh Vĩnh Sơn. Thưa quý vị, tiếp theo là phần dự thi biểu diễn của thí sinh Ngọc Quyền, sinh năm 1992, đến từ đoàn Văn Công Quân khu 9. Xin mời quý vị cùng hướng về màn hình chúng ta theo dõi những hình ảnh của Ngọc Quyền ở vòng bán kết trong trích đoạn Nàng Xê Đa. Thưa quý vị, đến với vòng chung kết hôm nay, Ngọc Quyền dự thi với nhân vật Nguyễn Thị Minh Khai trong trích đoạn cải lương Sáng Mãi Niềm Tin của tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương Nguyễn Thị Khánh An, trợ giúp cho Ngọc Quyền là ba diễn viên Thanh Nhường, Minh Tuấn và Hoàng Kha. Mời tất cả quý vị cùng xem và cổ vũ tinh thần cho Ngọc Quyền. Anh nhìn cho kỹ, phải đúng là Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai không? Dạ. Dạ thưa ông, đúng là Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Tốt. Nhìn đây, có phải người này là Lê Hồng Phong, chồng của cô không? Tôi không biết. Không biết hả? Không biết. Nhìn đi, có phải người này là Nguyễn Thị Minh Khai, vợ của anh không? Tôi không biết. Không biết hả? Không biết. Không biết. Đồ ma cô. Chuyện rõ như hai với hai là bốn, tại sao tụi bay không nhìn mặt nhau? Tụi bay đưa vào phòng trong. Nghe nói người cộng sản có trái tim bằng thép, da thịt bằng đồng,
tao sẽ đốt xem chúng mày có tan rã hay không. Nổi lửa lên! Sự thật và ngược lại, em như chết đi được khi tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng tra tấn anh. Một cảm giác kinh hoàng đau đớn, em nghe như chính mỗi tôi được cơn xớ thịt của mình bị xé nát, bị giẫm đạp. Chồng của em can đảm lắm. Thảm kịch chỉ mới bắt đầu xảy ra thôi em. Chúng ta không thể mong chờ bất cứ điều gì tốt đẹp xảy ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Anh đau lắm, anh đau lắm, và cũng thương em nhiều quá Minh Khai ạ. Người vợ yêu quý của anh, người đảng viên trung kiên, và là người mẹ đầy tự hào của con gái anh. Bốn mặt người lộc thú mà. Đúng vậy đó em, bọn chúng không thể nào hiểu được phản ứng của một con người khi đã thực sự làm chủ của bản thân mình, biết suy nghĩ, biết buồn, biết đau vì nỗi đau chung mất nước. Và khi tất cả đã thành niềm tin vào chân lý giải phóng dân tộc, độc lập nước nhà, thì khảo ca, nhục hình, giết chóc sẽ vô hình chung biến thành chất men, vừa đau thương vừa ngọt. Làm sai lòng người chiến sĩ trên đường ra trận, lập nên chiến công để lại cho đời. Chúng ta hướng về tương lai, một màu hồng tươi ngập tràn ánh sáng. Mặt trời mới buổi bình minh luôn tỏa sáng niềm hy vọng. Tự do biển rộng sông dài, chưa qua rừng thẳm non cao. Niềm tin và lý tưởng luôn giữ trong người khát vọng thiêng liêng. Làm người dẫu gặp cơn bể dâu bão động tan thương, sinh cả cuộc đời cũng phải giữ mình vẹn hiếu toàn trung. Minh Khai, gì vậy anh? Bí mật. Anh, búp bê này. Anh nhớ con quá. Hôm đi công tác ghé qua chợ Thiết, anh mua cho con đó em. Ôi, búp bê xinh xắn, dễ thương quá. Chưa được ôm con mình vào lòng, tối nào anh cũng ôm búp bê này vào lòng để đỡ nhớ con. Còn em, cứ mỗi khi ôm con vào lòng, em lại nhớ đến anh. Còn mình, con mình xinh lắm anh Phong ạ.
Còn đây, đây là mảnh áo anh sắm đại cho con. Chưa thấy mặt con mình, tối nào anh cũng nhìn mảnh áo này cho đỡ nhớ con. Em à, ẵm con giùm anh đi. Hồng Minh, con của ba mẹ. Sống chết, bỗng dưng anh thấy anh Nguyễn hiện về nơi học trường Moscow. Anh Phong, em ra sao cũng được, nhưng còn anh phải sống để còn lo cho con. Mình khai, tình thế bắt buộc chúng ta phải hết sức phòng ngừa những gì biết xảy ra xấu nhất em ạ. Bọn xâm lược tráo trở Giang Hoa lại thêm kẻ phản bội tiếp tay. Minh Khai, cũng có thể đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta.
thời gian trôi mau theo những em đềm kỳ. Thuở vào đời nở sớm hà cùng gắn giá đôi vai. Nhớ non hồng lạnh hiên say mặt trời hôn bóng đôi. Thương sông Lam bồi ngồi lo lén đưa tiền người về quốc ra đi hứa hẹn. Lần thương nhớ nhớ phương trời ga bao đồng chí anh hùng. Hàng bạch dương tuyết rụng trắng đường sương gió chuyển mùa thương nao lòng đến già biệt. Nhớ quê nhà lòng nôn đau da diết bên nước chợ làng biên biết sông sâu suối cả đèo cao tuôn trào mạch sông làng điệu dân ca đồng ấp biết bao tình. Nước bâng khuâng những bến đò câu hò chỉ dầm mẹ chờ người đi. Đôi nghèo nên phải chia ly xót xa lòng kẻ rời quê lên. Bao nhiêu đời gánh đoàn trường đơn đau tự giả quê hương thứ hai đầy kỷ niệm buồn vui cùng dân tộc đồng bào chia bụi xẻ đắng quan cánh chung đường góp thành cơn bão lớn thôi tan phường cướp nước xâm lăng. Thí sinh Ngọc Quyền vừa hoàn tất phần thi của mình. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một tiết mục rất đẹp và ý nghĩa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử của thí sinh Ngọc Quyền. Trân trọng kính mời nhà báo Đỗ Hạnh. Cảm ơn phần ca diễn của Ngọc Quyền vừa rồi. Và chắc hẳn là khi mà thể hiện nhân vật này thì chắc là bạn cũng có tìm hiểu về nhân vật Nguyễn Thị Minh Khai. Thì không biết là bạn cảm nhận về nhân vật lịch sử này như thế nào? Và bạn có thể cho biết những cái hiểu biết của bạn về nhân vật lịch sử Nguyễn Thị Minh Khai. Dạ, xin cảm ơn Đỗ Hạnh. Em xin trả lời cảm nghĩ của em á, thì nhân vật Nguyễn Thị Minh Khai á, là một người phụ nữ anh hùng, kiên trung, bất khuất, ý chí rất kiên cường khi đối diện với kẻ thù. Và bà luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình và hạnh phúc riêng của mình để lo cho dân tộc ta và cách mạng ta. Theo em biết thì Nguyễn Thị Minh Khai là tên thật là Nguyễn Thị Vịnh. Bà sinh năm 1910. Bà quê ở Nghệ An. Năm 1927 thì bà gia nhập vào đảng và cũng có chân trong đảng bộ. Đến năm 1940 thì bà bị bắt. Khi ở trong tù thì bà vẫn liên lạc mật để tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng của ta. Và đến năm 1941 thì bà bị xử bắn cùng với các đồng chí tại Hóc Môn. Và lúc đó bà hưởng dương được 31 tuổi. Và khi trong tù thì
bà có mấy câu thơ nói lên ý chí cách mạng của dân tộc ta là dưỡng chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn trong gai. Vâng, cảm ơn phần trả lời của Ngọc Huyền, và có một tí thông tin nữa và cung cấp cho Ngọc Huyền biết là cuối năm 1930 thì Nguyễn Thị Minh Khai sang Trung Quốc, và khi đấy thì gặp được Nguyễn Ái Quốc, lúc đó là lấy bí danh là Lý Thụy, và truyền dạy cho lý luận chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng, cho nên là Nguyễn Thị Minh Khai tiếp nhận rất nhanh. Và trong những năm tháng làm việc ở đó thì Nguyễn Thị Minh Khai đã học tập thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Hoa. Và khi mà năm 1931 thì Nguyễn Thị Minh Khai bị mật thám bắt và tra tấn, nhưng mà cũng vẫn không tìm được gì, thì năm 1934 thì trả tự do cho bà. Thì năm đó thì bà được cử cùng với Lê Hồng Phong sang dự cái đại hội ở Mạc Tư Khoa. Và khi đó thì sau đó bà và Lê Hồng Phong hai người yêu nhau, kết hôn. Và cái khi mà bà trở về năm 36 thì được phân công vào Sài Gòn, và bà phụ trách là bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn lúc bấy giờ. Và trong những cái năm tháng đó thì rất là khốc liệt, và khi mà bà mới sinh con có được một tháng, bà phải giao con lại để mà tiếp tục hoạt động cách mạng. Đó là cái người hình ảnh của người mẹ, người vợ rất là hy sinh hạnh phúc riêng của mình. Khi mà hồi nãy bạn diễn một cái cảnh đó là khi mà đối diện với kẻ thù tra tấn, hỏi đây có phải là chồng không, thì Nguyễn Thị Minh Khai trả lời một câu mà có thể nói là nén đau thương, nén hạnh phúc riêng để hy sinh vì dân tộc. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Huyền đã có chọn được vai diễn Nguyễn Thị Minh Khai. Và vai diễn lúc này là Nguyễn Thị Minh Khai đi học ở đại học trong phương ở Stalin đó, thì lúc cái tuổi cũng cỡ như cái tuổi của Huyền, tại vì Huyền sinh năm 1992. Vâng, xin cảm ơn Ngọc Huyền. Cảm ơn nhà báo Đỗ Hạnh, chúc mừng thí sinh Ngọc Huyền. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta cùng thưởng thức bài ca Vĩnh Khúc Hoài Lang qua tiếng hát của nghệ sĩ Lê Tứ, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 2002, nghệ sĩ Tâm Tâm, huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 2000, nghệ sĩ Hà Như và phần minh họa của nhóm múa Rạng Đông. Chúng
hàm dương bụi mù trên lá rủ bên tiêu tương sương khói phù cung đồ. Thank you.
chồng có thương vợ ngập lòng cũng có thể vừa qua. Thôi thì đành ôm số phận hạt mưa xa rơi xuống ao tù mịt mù không lối thoát. Trách thằng mà chi cho tim người tan nát khi nghĩa phu thê người giữ vẹn bên lòng. Ngoài trời đêm xuống sương mù dần đâu dần dần bên sông chìm trong đêm tối gió đưa ngả nghiêng cánh cò ơi khơi lên cung đàn điệu buồn như lời hoang thang khóc cho mỗi duyên bẻ bàng còn em sẽ vì chồng mà ôm sầu nuốt ngược vào lòng. Cha mẹ không thương con bé gái chữ đồng cho vợ xa chồng cho quyến ương lẻ băng cung quan cũng thương anh gái niềm tâm sự ước mơ từng lời em như đạo tàu quý vị, đêm thi chung kết thứ 5 giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 11 do Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với phần dự thi của 4 thí sinh Phương Anh, Phương Trần, Vĩnh Sơn và Ngọc Quyền đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong đêm thi thứ 6 với phần dự thi của 3 thí sinh ở giải thưởng diễn viên xuất sắc Huỳnh Hải Long, Hoài Vương và Trần Trúc Ly. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và kênh HTVC Thuần Việt vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2012 từ nhà hát Quân đội. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.